Thắng Hoàng Audio xin được mến chào tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác. Trong video clip ngày hôm nay, Thắng Hoàng tiếp tục làm cái video clip để giới thiệu đến mọi người một mẫu mic rất là chất lượng đẳng cấp mà bên cửa hàng Thắng Hoàng vừa mới về xong, mới mở hộp xong các bác nhé. Đây, hàng đẹp, vô cùng chất lượng luôn. Đấy, rất là nhiều, số lượng cũng rất là nhiều. Hơn 40 bộ các bác nhé, hàng đẹp, đầy đủ linh kiện phụ kiện luôn, mới quắc quồng quạc, trên 95% luôn các bác nhá. Dùng những bộ mic như thế này mới là gọi là an toàn yên tâm. Nhất là dòng mic này là dòng mic đời cao của Beyer, do Texa sản đặt hàng sản xuất. Đấy, mic này là mic vì tím tự ngắt của Beyer, chất âm rất là dễ hát, rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, thực sự ra thì bây giờ những bộ mic như thế này thì nó không cần phải quảng cáo là rồi, nó những dòng mic Beyer này nó khá được ăn khách trong những thời gian qua. Đấy, rất là được nhiều người dân ưa chuộng. Và cái tính năng thứ nhất là nó rất là đầy đủ những cái chức năng tự ngắt cho mọi người, rồi hát giọng nó nhẹ, giọng nó không bị vỡ tiếng đấy. Và bây giờ là nó là cái điều tất yếu của những bộ mic hay rồi. Bây giờ ngoài những cái vấn đề mà tất yếu đấy có sẵn rồi thì bây giờ nó lại còn có thể nó lại còn nâng cấp thêm nữa. Những đấy là những đôi tay chống xước và chống trơn trượt khi các bác uống bia hay là các bác mồ hôi tay mồ chân ra khi cầm chiếc mic lâu dài, nó chống trượt cho các bác, nó sẽ cầm vào bộ mic nó sẽ không bị trơn trượt, nó tuột tay, nó sẽ dễ đến dần đến cái chuyện là vỡ méo những cái giỏ mic hoặc là vỡ cái đít mic. Mà đồ điện tử thì các bác cứ để ý xem, rơi thì nó hầu như là rơi nhiều thì nó sẽ rất là nhanh hỏng, mất sóng rồi lung tung các kiểu trên đời. Thì đây các bác có thể xem nhé, tham khảo nhé. Mic này thì Thắng Hoàng cũng chưa có bóc rồi, nó đang còn nguyên tem luôn. Đây, số điện thoại của em đây, thì các bác cần tư vấn hoặc đặt hàng thì các bác có thể liên hệ cho em qua số này 0969800985. Và xem video clip của em thì nhấn cho em một lượt đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới hàng ngày các bác nhé. Đây, đầu màu tím rất là huyền thoại, độc đáo luôn. TSK6 nhé. Tem đang còn dán này, rất là đẹp luôn. Hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy. Trong thời buổi bây giờ thì chắc chắn là cái lô mic này của em nó sẽ là đẳng cấp và đẹp nhất rồi. Em chắc chắn là một điều là như vậy. Đấy, và đây, ngoài những cái đẹp sắc nét sắc sảo như thế này các bác đang nhìn vào đây, thì đây là những cái thùng tay mà đã làm rất là cẩn thận rồi. Đấy, nó có bao gồm hai màu, màu tím và màu vàng gold cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy màu tay rất là đẹp phải không ạ? Dây rác đầy đủ nhá, nguồn đầy đủ, các bác mua tất cả những dây rác này, nguồn này hoặc là cái gì đây, chống lăn, chống đồ đầy đủ luôn cho các bác kèm theo. Đấy. Đây các bác có thể nhìn chiếc tay này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, những nó tạo những cái đường nếp như này. Thứ nhất là nó chống xước rất là tốt các bác nhá. Chống xước là một này. Thứ hai nữa là nó sẽ các bác cầm ở đây này, nó sẽ có cái độ bám rất là chắc hơn. Đấy, nó sẽ có cái độ bám rất là chắc luôn nhá. Nó cầm nó rất là sướng các bác ạ, nó rất là ăn tay luôn. Đấy. Tất cả những vỏ này, tay mic này hầu như là gần như là mới, các bác còn không thể nhìn thấy ở đâu nó là cái vết nối nữa cơ. Cái vết nối để mà các bác tháo lắp pin, bác nhìn thấy không ạ? Khít chi tiết luôn nhá. Đây em sẽ mở cho các bác xem. Đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, trông như một chiếc đèn sáng. Đây các em mở ra cho các bác xem nhá. Đấy. Đây là dòng vị tím tự ngắt. Cái dòng vị tím này thì thực sự ra nó là dòng mic thể hiện nó là một dòng mic đời cao, có chức năng tự ngắt. Mà người dân mua hàng thường người ta nhìn, người ta chỉ biết, người ta nhìn là người ta đã biết rồi. Và đây là cool ở bên trong, tất cả đang còn mới quắc các bác nhá, 99% luôn đây. Mà những cái bộ mic này tay như thế này, bên Việt Nam mình nếu mà để thay những cái vỏ tay như thế này thì không bao giờ có, phải hàng chính hãng ở bên Trung Quốc đấy thì mới có. Đây, côn đây các bác, côn đặc trưng của dòng mic Beyer là dòng côn này. Đấy, côn này tiếng rất là hay, rất là nhẹ. Đấy, và côn này côn tháo lắp rời các bác nhé,
hư hỏng có thể là thay thế. Alo Thắng Hoàng bảo hành cho các bác đổi côn đấy. Và nếu như các bác muốn nâng cấp hạ cấp côn thì cũng ok hết, tùy theo các bác thích sử dụng côn nào, các bác mua các bác lắp vào, hợp thì các bác dùng, không hợp thì vẫn dùng côn cũ nhá. Đấy, đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha. Đấy, xuất sắc luôn. À, trong đây thì nó có cả hiển thị pin, hiển thị pin để cho các bác dùng. Đấy, khi mà gần hết pin thì các bác có thể nhìn được để các bác có cái dịch vụ là thay pin, thay pin. Đấy. À, dòng mic này thì nó đẹp, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Thì những cái bộ mic như thế này thì bên em đang bán trung bình là 2.500.000 đồng một bộ các bác nhá. 2.500.000 đồng một bộ. Bao đẹp, bao zin. Đấy. Mà đẹp là phải đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy. Có dây jack đi kèm cho các bác đầy đủ, các bác chỉ cần bỏ ra 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng để nhận hàng thôi các bác nhá. Thì tất cả linh phụ kiện đều kèm theo đầy đủ cho các bác. Đấy, các bác chỉ cần trả 2.500.000 đồng và các bác lấy hàng dùng thôi các bác nhá. À, bảo hành cho mọi người 3 tháng. Bảo hành cho mọi người 3 tháng mọi người nhá. Đấy. Cái này thì rất là bền luôn. Các bác dùng những cái loại mic như này, tay mic như này, thứ nhất là bền, thứ hai là đẹp. À, chênh lệch những bộ mic như thế này mà giá mới thì nó 4.000.000 đồng. Thì bây giờ các bác bỏ ra có 2.500.000 đồng, các bác sở hữu một bộ mic gần như là mới 95-97-98% rồi. Thì tội gì mình phải mua những bộ mic mới, đúng không ạ? Đấy. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác alo cho em nhé. Và xem video của em thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh cho em để cập nhật những video mới nhất hàng ngày các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Em cam kết với các bác là sẽ các bác mua những bộ mic này về, thứ nhất là giá rẻ, thứ hai nữa là chất lượng rất là tốt. Cho nên các bác yên tâm, an toàn sử dụng nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, thấy chưa? Khiếp, khiếp khiếp luôn, các bác nhìn thấy những bộ mic. Đấy, đẳng cấp luôn. Vâng, rồi xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào tất cả mọi người.